phụ huynh cháu Nguyễn Trần Cát Tiên 100.000 đồng, phụ huynh cháu Trần Nguyễn Khánh Long 100.000 đồng, phụ huynh cháu Phan Minh Gia Hận 100.000 đồng, phụ huynh cháu Trần Thế Minh Quân 100.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh đã ủng hộ. Mùa xuân đến, những làn điệu dân ca mượt mà, những vũ điệu mạnh mẽ cũng được các bé lớp lớn ba thể hiện qua điệu nhạc, vũ điệu tuổi thơ.